năm căn là bồ tát đạo vì an trụ tịnh tín kiên cố bất động khởi đại tinh tấn việc làm rốt ráo một hướng chánh niệm không khác phan duyên khéo biết ta muội nhập xuất phương tiện khéo hay phân biệt cảnh giới trí huệ sáu thông là bồ tát đạo đó là thiên nhãn đều thấy hết thầy các sắc trong tất cả thế gian biết các chúng sinh chết đây sinh kia thiên nhĩ đều nghe chư phật thuyết pháp thọ trì nghĩ nhớ rộng vì chúng sinh vì căn cơ mà diễn sướng tha tâm thông biết được tâm người khác tự tại vô ngại túc mạng thông nhớ biết quá khứ tất cả kiếp số, tăng trưởng căn lành, thần túc thông, tùy sự ứng hóa, tất cả chúng sinh, thị hiện đủ thứ, khiến cho họ ưa thích Pháp. Lậu tận thông, hiện chứng thật tế, khởi Bồ Tát hạnh, chẳng đoạn tuyệt. 7. Niệm là Bồ Tát đạo, đó là niệm Phật, trong một lỗ chân lông thấy vô lượng chư Phật, khai ngộ tâm của tất cả chúng sinh niệm pháp chẳng lìa tất cả chúng hội của như lai ở trong tất cả chúng hội của như lai thân thừa diệu pháp tùy căn tánh dục lạc của các chúng sinh mà vì họ diễn nói khiến cho ngộ nhập niệm tăng luôn thấy tương tục không ngừng nghỉ nơi tất cả thế gian thấy bồ tát niệm xả biết rõ hạnh xả của tất cả bồ tát tăng trưởng tâm bố thí rộng lớn, niệm giới chẳng bỏ tâm bồ đề, đem tất cả căn lành hồi hướng cho chúng sinh, niệm thiên thường nghĩ nhớ nhất sinh bổ xứ bồ tát cung trời đâu xuất, niệm chúng sinh trí huệ phương tiện giáo hóa điều phục đến khắp tất cả không gián đoạn, tùy thuận bồ đề tám thánh đạo là bồ tát đạo đó là hành đạo tránh kiến xa lìa tất cả các tà kiến khởi tránh tư duy bỏ vọng phân biệt tâm thường tùy thuận nhất thiết trí thường hành tránh ngữ lìa bốn lỗi lời nói thuận lời nói của bậc thánh Luôn tu tránh nghiệp, giáo hóa chúng sinh khiến được điều phục, an trụ tránh mạng, khổ hạnh biết đủ, vai nghi chỉnh tà, tùy thuận hạnh bồ đề bốn bậc thánh tất cả lỗi lầm đều lìa khỏi, khỏi tránh tinh tấn, riêng tu tất cả khổ hạnh của Bồ Tát, nhập vào mười lực không quái ngại của Phật, tâm thường tránh niệm đều ghi nhớ tất cả lời nói âm thanh, trừ diệt tâm tán động của thế gian, tâm thường tránh định khéo vào môn giải thoát không nghĩ bàn của Bồ Tát, ở trong một tam muội sinh ra tất cả các tam muội. Nhập chín thứ đại định là Bồ Tát đạo, đó là lìa dục sân hại mà dùng tất cả ngữ nghiệp nói pháp vô ngại, diệt trừ giác quán mà dùng nhất thiết trí giác quán giáo hóa chúng sinh, xả lìa hỉ ái mà thấy tất cả chư Phật tâm đại hoan hỷ, lìa vui thế gian mà tùy thuận vui xuất thế Bồ Tát đạo, từ đây bất động nhập vào vô xác định mà cũng chẳng bỏ dục sắc thọ xanh, Tuy trụ diệt tất cả tưởng thọ định mà cũng chẳng ngừng bồ tát hạnh. Học thập lực của Phật là bồ tát đạo, đó là trí khéo biết thị xứ phi xứ, trí khéo biết nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sinh quá khứ vị lai hiện tại, trí khéo biết căn thượng trung hạ khác nhau của tất cả chúng sinh, tùy nghi thuyết pháp, trí khéo biết đủ thứ vô lượng tánh của tất cả chúng sinh.